Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến luật Manitsky và chế tài vi phạm nhân quyền ở Việt Nam như thế nào? Một số nhà quan sát chính trị và nhân quyền bình luận với phóng viên về làm thế nào để cho quốc tế trong đó có Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ có những biện pháp chế tài hiệu quả hơn đối với những vi phạm nhân quyền đối với những đảng viên Cộng sản Việt Nam Đạo luật Manisky về chế tài nhân quyền có thể trở thành một công cụ và phương tiện hữu hiệu để quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ khi ban hành, áp dụng, có thể giám sát, chế tài tốt hơn những hành vi được cho là vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Một số nhà quan sát chính trị và nhân quyền của Việt Nam nói với BBC News tiếng Việt. Trước hết thì từ châu Âu, một nhóm 64 dân biểu thuộc Liên minh châu Âu mới đây hôm 25 tháng 9 năm 2020 đã ký một bức thư chung gửi lên Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu kêu gọi EU phải có những biện pháp cụ thể buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Trong lúc đó thì có thông tin nói lãnh đạo Đức, quốc gia hàng đầu trong khối EU và đang giữ chức chủ tịch luân phiên khối này ủng hộ việc Liên minh châu Âu soạn thảo soạn lập ban hành một đạo luật chế tài về nhân quyền và có thể được đặt lên là đạo luật nhân quyền Manitsky của châu Âu European Manitsky ACT một đạo luật mà nhiều quốc gia phương Tây đã có và nhằm chế tài giám sát và hỗ trợ tình hình nhân quyền ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có châu Á và đặc biệt là Việt Nam Hôm 30 tháng 9 năm 2020, một số nhà quan sát về nhân quyền Việt Nam đưa ra bình luận của mình về các diễn biến trên trong liên hệ của tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Về điểm này thì tôi quá tán thành. Nhà báo tự do Phạm Đoàn Trang, một nhà hoạt động nhân quyền từ Việt Nam nói với BBC News tiếng Việt hôm 30 tháng 9 năm 2020. Cho đến nay thì chưa nhiều quốc gia và lãnh thổ ban hành luật Manisky và sử dụng nó để trừng phạt những quan chức vi phạm nhân quyền ở nước khác mới chỉ có mỹ, canada, vương quốc anh, gibraltar, uh, jersey và ba quốc gia ở vùng baltic đó là estonia, latvia và litva. trong số này thì có mỹ, canada và anh là nước lớn còn lại thì đều là các nước nhỏ ít có ảnh hưởng đến uh, trên trường quốc tế và các chế tài trừng phạt của họ chỉ có tác động một cách hạn chế canada có xu hướng làm theo đồng minh mỹ còn anh thì chưa xây dựng thủ tục quy trình nào cho việc làm hồ sơ tố cáo vi phạm nhân quyền suy cho cùng thì chỉ còn mỹ là quốc gia tích cực nhất trong việc sử dụng luật manisky để trừng phạt các tội phạm vi phạm nhân quyền và tham nhũng ở nước ngoài cho nên nếu có thể có thêm các nước khác như Australia và Liên minh châu Âu ban hành luật Marisky thì những quan chức vi phạm nhân quyền ở các nước độc tài như Việt Nam sẽ đối mặt với khả năng bị trừng phạt cao hơn ở nhiều nơi hơn và đó là điều rất tốt. Mới đây thì một cáo buộc về vụ việc mà phiên xử ở đồng tâm tại việt nam soạn thảo song ngữ việt anh vừa được một nhóm các nhà hoạt động công bố khi được hỏi đâu là lý do chính thì thông điệp và mục tiêu của báo cáo này và nhóm tác giả kỳ vọng gì về tác động của báo cáo nhà báo phạm luân trang một trong hai đồng tác giả nhân dịp này nói với bbc tác giả Vũ nguyễn và tôi có vài chục vài mục tiêu chính khi mà thực hiện báo cáo này một là lưu trữ ghi lại biến cố bi thảm ở Việt Nam đương đại, hai là làm cho càng nhiều người càng tốt biết về vụ tấn công đồng tâm và những vấn đề luật pháp, chính trị trong tiến trình tố tụng ở Việt Nam và những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam hiện nay mà đồng tâm là một trường hợp tiêu biểu. Ba là có thể thì đem đến cho một công cụ của cá nhân tổ chức trong nước và quốc tế tận dụng để vận động cho vấn đề đồng tâm, cho nạn nhân của Đồng Tâm. Thông điệp của báo cáo ngắn gọn Đồng Tâm là một vụ án nghiêm trọng nhưng không phải nghiêm trọng theo cách nhìn của chính quyền mà theo nghĩa đây là một vụ nhà nước giết dân tấn công vào mục tiêu dân sự một cách có tổ chức và quy mô. Chúng tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào tác động của báo này, báo cáo này cũng như vào cách hành xử của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong vụ việc Chúng tôi biết vì thấy mình cần phải viết chứ không phải vì nghĩ báo cáo sẽ thay đổi được cách hành xử của nhà cầm quyền của Bộ công an Việt Nam và lật lại bản án đã tuyên đối với các nạn nhân. Chúng tôi cũng không thể khẳng định báo cáo sẽ tác động cụ thể tới ai và với mức độ kết quả ra sao, chỉ có thể Nói là chúng tôi rất mong nó sẽ được nhiều người Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài tìm đọc và giúp họ có thể hiểu về vụ đồng tâm một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất. Liên quan đến vụ xử đồng tâm hôm 14 tháng 9 tại Brussels, Bỉ, Liên minh châu Âu đã ra một tuyên bố trong đó thì bày tỏ sự quan ngại về tính chất công minh, công bằng và thực hành tố tụng của các viên sơ thẩm đề nghị không áp dụng các bản án tử hình được Tòa án Hà Nội tuyên. Liên quan đến đề xuất của nước Đức về việc EU nên có một đạo luật nhân quyền Maniski áp dụng không chỉ châu Âu mà còn với phần còn lại của thế giới, trong đó có châu Á và các quốc gia đang là hay muốn trở thành các đối tác uh, hợp tác với Liên minh châu Âu, chia sẻ tiêu chuẩn của khối này, một ý kiến từ Berlin, Cộng hòa liên bang Đức bình luận với BBC News tiếng Việt. Tôi đồng ý với EU nên có một đạo luật Magnitsky áp dụng tại châu Âu và bất kỳ nơi nào trên thế giới để ngăn chặn những ai tàn ác nhằm đạt được những quyền lợi cho bản thân và cho nhóm của mình. Nếu không thì sẽ rất là tệ. Nhà văn Võ Thị Hảo, nhà bất đồng chính kiến phát biểu tại một thảo luận bàn tròn hôm thứ Năm 1 tháng 10 năm 2020. Và tôi nghĩ rằng 64 nghị sĩ của Liên minh châu Âu đã làm công việc đó và họ cũng sẽ quan tâm tới việc phải dừng hiệp định thương mại EFTA mà EU đã ký với Việt Nam nếu Việt Nam không thực hiện những cam kết về nhân quyền cũng như các thứ khác. Bây giờ họ cảnh báo như vậy và nếu như Việt Nam cứ tiếp tục không để ý gì thì đương nhiên sẽ tiến đến những bước mạnh tay hơn. Vì ở đây châu Âu không nói đùa mà tôi nghĩ nước Mỹ cũng không nói đùa. Từ cuối tháng 12 năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký luật mở rộng chế tài với các cá nhân vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong đạo luật này của Mỹ có nhiều điều luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Manisky gọi tắt là Manisky ACT quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Theo đó thì các cá nhân quan chức ở các nước kể cả Việt Nam nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân quyền sẽ có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng bằng tài sản. Manisky ACT cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham nhũng, biển thủ và một số tội danh khác. Văn bản điều luật Mỹ quy định là Tổng thống có thể áp dụng chế tài đối với bất kỳ cá nhân nào mà Tổng thống xác quyết dựa trên các bằng chứng đáng tin cậy là phải chịu trách nhiệm về hành vi giết hại, bất hợp pháp, tra tấn hoặc các vi phạm nghiêm trọng khác đối với quyền con người, đưa quốc tế công nhận nhằm vào các cá nhân ở bất kỳ quốc gia nào. Điều luật này có hiệu lực 6 năm, nhưng chỉ có Tổng thống Mỹ là có quyền chấm dứt chế tài với một cá nhân nào đó với điều kiện phải báo cáo cho quốc hội. Đạo luật lúc đầu thì áp dụng cho Nga và sau mở rộng ra phạm vi các nước trên toàn thế giới có nghĩa rằng các cá nhân vi phạm nhân quyền hay tham nhũng ví dụ như ở Việt Nam này có thể bị trừng phạt mà không liên quan và không liên hệ giữa hai chính phủ tại cuộc hội luận bàn tròn hôm thứ năm 1 tháng 10 năm 2020 nhà nghiên cứu chính sách pháp luật phó giáo sư Hoàng Ngọc Rào từ Viện chính sách pháp luật và phát triển bình luận với BBC News tiếng Việt về lợi ích của Việt Nam nếu quan tâm và tôn trọng vấn đề nhân quyền dưới gốc độ của nhà nước Việt Nam tôi nghĩ rằng nếu thực sự mong muốn cho phát triển thì dân chủ và nhân quyền như là động lực để tập hợp sức dân, đoàn kết toàn dân để phát triển. Nếu còn không nhìn thấy điều đó, nó có thể để lại những hậu quả rất nguy hiểm là nếu ngày càng tăng cường khả năng đối đầu giữa người dân với chính quyền mà cụ thể là vụ đồng tâm vừa rồi là một ví dụ mà người dân đã bị đẩy ra xa khỏi chính quyền. Vấn đề là chế tài của phương Tây liên quan đến đạo luật Magnitsky của Hoa Kỳ vốn có thể áp dụng với các quốc gia được xem là vi phạm nhân quyền, ông Hoàng Ngọc Giao bình luận. Khác với hồi xưa là chỉ một áp lực chính trị, một áp lực kinh tế hoặc có thể cắt giảm đi một số ưu đãi về kinh tế cho nước vi phạm nhân quyền thì hiện nay chúng ta biết là có đạo luật Magnitsky luật Madisky mà nước Mỹ đã thông qua cực kỳ tuyệt vời và tuyệt vời ở chỗ là người ta không nhắm vào thể chế, không nhắm vào chính phủ, người ta nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền. Mà chúng ta biết những cá nhân vi phạm nghiêm trọng nhân quyền đó là ở trong các lực lượng công an, ở trong các lực lượng ra quyết định của hành pháp và những người đó ở Việt Nam cũng như Trung Quốc, họ có tiền bạc, tài sản, con cái ở Mỹ rất nhiều. Do vậy thì nếu luật Manisky được áp dụng nó sẽ có hiệu lực rất lớn và nó có tính răn đe rất tốt đối với các hành vi trà đạp, vi phạm nhân quyền. Và tôi tin rằng nếu như mà luật Manisky được áp dụng thì chắc chắn rằng không vị thẩm phán nào dám đứng ra mà xử vụ án Đồng Tâm như phiên sơ thẩm vừa rồi. Bởi vì anh sẽ bị chế tài thôi. Cái này là cái rất quan trọng và thực tế và tôi vẫn hỏi tại sao Hoa Kỳ chưa áp dụng luật này? Đối với Việt Nam thì đó lại là câu hỏi giữa địa chính trị, an ninh khu vực và vấn đề nhân quyền cái nào ưu tiên đối với họ. Liên quan đến động thái từ EU về nhân quyền với Việt Nam mới đây thì một nhà phân tích và quan sát chính trị Việt Nam từ Hà Nội trong dịp này nêu bình luận. Việc mà 64 vị nghệ sĩ và nghị viện châu Âu làm thư yêu cầu gửi cho ông Joseph Borrell, Fonthellers, đại diện cao cấp về đối ngoại và chính sách an ninh Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đồng gửi tới ông David Sassoli, Chủ tịch Nghị viện châu Âu và nhiều quan chức khác của EU và yêu cầu ba điểm liên quan đến chính phủ Việt Nam bắt giữ nhà báo tự do Phạm Trí Dũng, vụ đồng tâm và hồ sơ nhân quyền của Việt Nam là ba yêu cầu về mặt thủ tục để cho Nghị viện châu Âu trả lời cho họ và hành động. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời Viện Nghiên cứu ISEAS nói với BBC News hôm 30 tháng 9 năm 2020. Hành động thứ nhất là nghị viện châu Âu cần phải giải thích quan điểm của mình. Thứ hai là có một yêu cầu lập ra một cơ quan quan sát về việc thực hiện các quy chế về nhân quyền mà theo việc thực hiện nghị định tự do thương mại EU Việt Nam, EFTA. Đây là một bước thủ tục nhưng chắc chắn trong một thời gian ngắn dưới đây thì nghị viện châu Âu sẽ phải có câu trả lời bằng hành động theo yêu cầu của 64 vị nghị sĩ này. Theo tôi đây là một động thái rất mạnh mà lần đầu tiên có một động thái mạnh như thế đối với việc bắt giữ người của chính quyền Việt Nam đối với trường hợp của ông Phạm Trí Dũng và đối với sự việc xảy ra quanh vụ việc đồng tâm. Nhân đây thì tôi cũng bình luận về câu hỏi liên quan khả năng ra nghị quyết. Để có nghị quyết thì các dân biểu phải có một thủ tục mà thủ tục này 64 vị nghị sĩ đã làm rồi. Công luận sẽ chờ một thời gian ngắn nữa để xem hội đồng của Nghị viện châu Âu sẽ hành động như thế nào. Cũng có thể có khả năng họ sẽ ra một nghị quyết và nghị quyết là một bước cao nhất của Nghị viện châu Âu. Chúng ta nên nhớ rằng Nghị viện châu Âu có một quyền đó là quyền áp dụng các trừng phạt liên quan đến vi phạm nhân quyền. Cùng với nghị sĩ châu Âu thì Liên minh châu Âu cũng có thẩm quyền đó là từ như chúng ta đã biết là Liên minh châu Âu gần đây hôm 27 tháng 9 năm 2020 đã nhắc lại việc tôi cho là rất quan trọng là tái khẳng định quyền ra và thực hiện các trừng phạt, chế tài trừng phạt đối với các việc vi phạm nhân quyền. Trong một diễn biến riêng rẽ mới đây thì hôm 30 tháng 9 một quan chức cao cấp của Liên Hợp Quốc là bà Eu Brans, trợ lý của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Nhân quyền đã trình bày báo cáo về đe dọa và trả thù năm nay tại kỳ họp thứ 45 của Hội đồng Nhân quyền của tổ chức này. Trong đó thì bà Keris dẫn báo cáo nói rằng Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tình trạng vi phạm đáng lo ngại và kéo dài trong nhiều năm tại phiên họp được Liên hợp quốc phát trực tiếp từ Geneva, thụy sĩ, uh, quan chức này nói, nhiều báo cáo của Liên hợp quốc đã đưa ra các cáo buộc về các cá nhân trong môi trường đàn áp kéo dài nhiều năm được đưa vào phúc trình năm nay, chẳng hạn như Bahrain, uh, Burundi, Trung Quốc, Cuba, Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Myanmar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Việt Nam và một số các quốc gia khác. Trước nhiều tình hình đáng lo ngại này thì chúng ta phải hợp tác để bảo tồn và mở rộng không gian tương tác và can thiệp của Liên hợp quốc, trợ lý tổng thư ký Liên hợp quốc về nhân quyền khuyến nghị. Về phần mình thì từ trước đến nay nhà nước và chính quyền các cấp ở Việt Nam luôn luôn tuyên bố nước này luôn tuân thủ các điều luật, công ước, hiệp định và ký kết với quốc tế và khu vực về nhân quyền cũng như tôn trọng quyền con người của công dân. Việt Nam không có tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm mà chỉ có những người bị chính quyền xử lý pháp luật do vi phạm pháp luật và vi phạm luật hình sự mà thôi. Quan điểm của chính quyền được nêu rõ trên các phát ngôn báo cáo chính thức cũng như qua các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh nghèo Tuyên Quang chi 110.000 uh, 793 đô la để may comple cho đại biểu dự đại hội đảng. Báo một thế giới hôm 3 tháng 10 tiết lộ, văn phòng tỉnh ủy Tuyên Quang mời hai gói thầu 4 may 428 bộ comple cho đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh với chi phí lấy từ tiền thuế của dân là 2,56 tỷ Việt Nam đồng tương đương với 110.793 đô la Mỹ và chi tiết về gói thầu được đăng công khai trên trang đấu thầu và mua sắm công. Theo đó thì các bộ Comley dành cho đại biểu dự hội nghị đảng bộ tỉnh phải được may bằng vải uh, à, và nhập cảng từ Ý với cúc áo dây kéo chỉ may nhập từ Đức và vải lót trong nhập từ Nhật Bản. Báo Một Thế Giới cho hay là khi họ đã gọi phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Tuấn, tránh văn phòng tỉnh ủy Tuyền Quang, về việc mời gói thầu may trang phục tiền tỷ nhưng ông này từ chối trả lời với lý do bận chuẩn bị đại hội. Theo cơ Võ Khánh Tuyền bình luận trên trang cá nhân của mình, chưa rõ đại hội đem đến điều gì rõ rệt, chỉ thấy hiện hữu khắp nơi tùng tiền tỷ, ngân sách, à, thực sự là của dân, mồ hôi nước mắt của dân và sắm cặp da, đồng hồ đeo tay, máy tính bảng, nay đến cả đồng phục cũng sắm luôn. Và theo yêu cầu của tỉnh ủy Tuyên Quang thì tỉnh miền núi khó khăn thì toàn bộ hơn 400 bộ phải có chất liệu là cashmere của Ý và sẽ chịu đứng mũi để cắt bỏ những ung nhọt này. Theo báo dân tộc hôm 30 tháng 9 năm 2020 thì tỉnh Tuyên Quang có 61 xã, 699 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tờ báo cũng cho biết thêm là tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh này giảm từ 27.81% vào đầu năm 2016 xuống còn 11.8% vào cuối năm 2019. Giới chức tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 10%. Đáng lưu ý là Tuyên Quang không phải là tỉnh duy nhất dùng tiền thuế của dân vung tay cho đại hội Đảng bộ. Báo một thế giới điểm lại các vụ xài sang khác trong dịp này. Tỉnh ủy Quảng Ninh mời thầu trang bị 350 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite với kinh phí 3,28 tỷ Việt Nam đồng tương đương với 141.770 đô la Mỹ cho đại biểu dự Đại hội Đảng bộ của tỉnh. Một số tỉnh nghèo như Cao Bằng ghi nhận mời thầu mua 400 cặp da tặng đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh với kinh phí 1 tỷ Việt Nam đồng tương đương với 43.143 đô la Mỹ và tỉnh ủy Đắk Lắk thì còn chi 1,4 tỷ đồng tương đương với 60.401 đô la Mỹ để mua cặp da, đồng hồ, bút bi, bình gốm tặng cho đại biểu từ các con số nêu trên thì mạng xã hội dấy lên những ý kiến rằng nếu kiểm toán đụng đến kinh phí mua sắm liên quan đến việc tổ chức đại hội của đảng bộ cả 63 tỉnh thành và 6 đảng bộ trực thuộc trung ương đảm bảo thì phần chìm của tảng băng sẽ còn ghê gớm hơn vụ mua khom lê của tỉnh Tuyền Quang. Thưa quý vị và các bạn, Bí thư Bùi Văn Cường, kẻ đạo luận án tiến sĩ được ví không kẻ không bằng kẻ trộm chó Vấn đề vi phạm sở hữu trí tuệ ở Việt Nam ngày càng phổ biến và có rất nhiều các hình thức vi phạm sở hữu trí tuệ từ xâm phạm quyền tác giả đến xâm phạm quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý. Trong việc xâm phạm quyền tác giả mà phổ biến nhất là đạo luận án tiến sĩ đang là nỗi bức xúc nhức nhối được dư luận quan tâm nhất. Vì những người được cho là giới trí thức thường là quan chức nhà nước, họ muốn có tầm tấm bằng tiến sĩ để làm nấc thang thăng quan tiến chức nhưng tài năng hạn hẹp nên đi ăn cắp kiến thức thì còn gì nhục nhã bằng những kẻ đó bị dư luận phỉ nhổ và lên án coi khinh báo VN Express ra ngày 1 tháng 10 năm 2020 có bài kẻ cắp ngoài đường tác giả đặt câu hỏi là tại sao một kẻ trộm chó lại bị người ta ghét thậm chí là có thể đánh trong khi một kẻ cắp tài sản trí tuệ lại ung dung ngồi ở chiếc ghế quyền lực. Tác giả liệt kê một loạt tình trạng ăn cắp thương hiệu tại một số nhà hàng như bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, công sức, thời gian để xây dựng nên một thương hiệu cùng với dịch vụ tốt, uy tín với khách hàng vậy mà chỉ sau một đêm thương hiệu của mình đã bị lấy đi một cách trắng trợn, ai mà không xót xa. Một nhạc sĩ sáng tác một bản nhạc, một thời gian sau thấy bài hát khác có giai điệu rất giống với bài hát của mình Một nghị sĩ vẽ được một bức tranh đẹp Sau đó thấy tranh của mình bị nhân bản vô tính và bán tràn lan trên vỉa hè Một đạo diễn sáng tạo ra một tác phẩm sân khấu Sau đó thì thấy một vở khác cũng giống vậy Nhưng mang tên một đạo diễn hoàn toàn khác Thực tế muôn hình muôn vẻ cũng như muôn hình vạn trạng của việc đánh cắp tài sản trí tuệ này những kẻ mang danh là trí thức lại là các cán bộ cao cấp và ăn cắp là điều vô cùng nhục nhã. Đáp vậy thì khi bị tố giác thay vì kiện ra tòa để bảo vệ sự sang trọng trong sạch của mình thì lại dùng luật rừng để bịt miệng và trả thù người tố cáo. Gần đây thì dư luận ồn ào về việc ông bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ bị giáo sư Nguyễn Tiến Dũng tại Đại học Toulouse Pháp gửi một báo cáo đến Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước của Việt Nam đưa ra bằng chứng là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đương nhiệm Đạo Văn Bản báo cáo cũng được công bố trên mạng và dẫn đến những lời kêu gọi bị vụ trưởng từ chức. Bản báo cáo 10 trang được giáo sư Dũng gửi hôm 18 tháng 2 năm 2018 tới Tổng Thư ký của Hội đồng Giáo sư Trần Văn Nhung nói về sự giả khoa học cũng như thiếu cả về đạo đức và trình độ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy ở Đà Nẵng chất vấn ông Phùng Xuân Nhạ về vụ ông Nguyễn Đức Tồn Đạo Văn. Bà Thúy nói trong năm 2018 vừa qua thì có hơn 157 bài báo trên 30 tờ báo giấy và báo điện tử đã nêu đích danh trường hợp giáo sư Nguyễn Đức Tồn, Nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Đạo Văn có hệ thống từ trước khi được phòng giáo sư đến sau khi được phòng giáo sư phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo xác minh làm rõ vụ việc và bà yêu cầu ông phùng xuân nhạ với tư cách là bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo và chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết đã chỉ đạo xử lý vụ việc này và các vụ việc khác tương tự như thế nào thế nhưng ông phùng xuân nhạ lại khẳng định bản chất vấn đề báo chí phản ánh là việc đạo văn mà theo quy định của pháp luật hiện hành chính là hành vi sao chép vi phạm quyền tác giả mà ông Nhạ nói đang chờ xác minh mới có cơ sở để giải quyết trở lại bài báo kẻ nói mang danh trí thức và đạo văn với tư cách không bằng những kẻ trộm chó đúng vậy thì kẻ trộm chó còn phải vất vả lần mò đêm hôm giải nắng dầm xương có khi còn bị đánh cho như tử thậm chí là mất mạng nhưng tài sản và vài ba con chó chỉ đáng vài triệu Việt Nam đồng luận án tiến sĩ là tài sản vô hình tác giả phải lao đao trí óc hàng mấy năm trời thậm chí hàng chục năm trời mất ăn mất ngủ đọc hết hàng đống tài liệu tham khảo phải đi nhiều nơi để tìm hiểu các dữ kiện tóm lại là rất công phu và vất vả vậy nhưng kẻ ăn cắp chỉ ngồi phòng lạnh rung đùi trôm chĩa và coi của người ta như của mình đặc biệt là những kẻ mang danh trí thức lại là cán bộ cao cấp như ông bùi văn cường mà đạo luận án tiến sĩ và gian dối trong học thuật là điều không thể chấp nhận được. Đúng là tư cách không bằng kẻ trộm chó. Nhà báo Võ Văn Tạo trên trang cá nhân của mình đã viết những tưởng quyền uy của một ông ủy viên Trung ương Đảng cũng danh nghĩa công an tỉnh Đắk Lắk có thể che lấp hành vi rừng rú. Họ ngang nhiên trà đạp trắng trợn lên luật pháp hiện hành. Nhiều người đã lên tiếng gọi đây là hành vi của bọn lục lâm thảo khấu chứ không phải là công an lại càng không nên có một ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy. Công an tỉnh Đắk Lắk đã hình sự hóa một vấn đề dân sự. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.